đến chậu chẳng hạn. Và nồng độ kim loại trong những trường hợp bệnh nhân có thay khớp hay là thay khớp gối toàn phần, thay và cả lồi còn đùi lẫn mông chạy ha, thì đây là nồng độ kim loại nó cản quan hơn cả xương. Ở đây thì thay luôn cái xương bóng chè ha, còn cái phần mà kém kém ở đây đó là cái phần plastic, là phần sụn thay thế sụn khớp, nó nhựa thì nó thấu quang như thế này, thì đây là quang khớp gối như thế thẳng và nghiêng trong thay khớp gối toàn phần. Thì đó là một số cái đồng độ mình có thể gặp trên X-quang xương khớp. Để khi mình đọc một cái phim X-quang xương khớp thì mình sẽ đọc như thế nào cũng giống như X-quang phổi, nó chỉ học vậy. Thì mình đọc cái phim X-quang xương khớp mình cũng sẽ tiếp cận theo một cái hệ thống. Như X-quang phổi thì nó chỉ đọc từ trong ra ngoài hay từ ngoài ra trong gì đó. Thì X-quang xương khớp mình cũng sẽ đọc như vậy ha. Đầu tiên mình coi thử da và mô mềm nó có bất thường gì không. Thứ nhất là trong chấn thương thì nó có thể có sưng nề, tụ máu trong cái phần mô mềm ha, hoặc là dị vật. Lúc mà mình gãy xương mình chấn thương thì đó có thể dị vật nó đi vào chẳng hạn. Thì đó là những cái dị vật cản quan có thể thấy được thì mình sẽ đọc. Rồi các cái đường mở, giống như lúc nãy mình có coi cái đường mở ở trong cái thất khuỷu từ cái thẳng tới cái nghiêng đó, thì mình coi những cái đường mở này nó có bình thường không, nó có bị di lệch hay bất thường gì không. Coi xương thì coi những cái vỏ xương, tủy xương nó có bất thường hay không ha, đầu xương, hành xương, thân xương có bất thường gì không, và cuối cùng là mình coi khớp và trùng tụ khớp. Rồi mô mềm ha, mình nói những cái xương nề mô mềm bất thường đậm độ dị vật, các đường mở bị di lệch hay xóa. Xương thì mình coi có bất thường của đậm độ xương như tăng đậm độ, giảm đậm độ, có hủy xương, có tạo xương hay không, hay là vừa hủy vừa tạo xương ha. Hình dạng thì nó có thay đổi do gãy xương, do u xương hay viêm xương. Khớp thì mình đánh giá khe khớp, đầu xương của cái vùng bao quanh sụn hay mình gọi là xương dưới sụn đó. Rồi trục của khớp thì đây hình ảnh của tổn thương mô mềm có thể thấy được trên phim X-quang xương khớp ha. Đây là mô mềm nó sưng nề nè, cái xương đây ha, xương đây thì cũng bất thường mà ở đây có thấy bất thường mô mềm nè, mô mềm bình thường đây ha, mô mềm bình thường đây, thì đây nó sưng nề mô mềm cạnh khớp. Hay là những cái đóng vôi mạch máu mình có thể thấy được trên X-quang đây. Rồi ở đây hình ảnh X-quang khớp khuỷu, mình sẽ gặp lại X-quang khớp khuỷu để mình coi những cái gì là đường mở. Lúc nãy mình coi cái hình ảnh đường mở bình thường rồi, bây giờ mình coi hình ảnh X-quang khớp khuỷu của một cái bệnh nhân trẻ ha, nhỏ, cái trai 4 tuổi thôi. X-quang khớp khuỷu tư thế thẳng và nghiêng, đây là hình ảnh bình thường. Mình thấy giải mở cạnh khớp ở phía trước ha, phía sau không thấy gì hết. Tuy nhiên đây là ảnh của một bé trai khác, 5 tuổi. Các bạn chị có thấy gì bất thường trên này không? Phía sau mình cũng thấy có cái giải mở luôn đúng không? Thường ở phía trước đây là hố vẹt, phía sau hố khuỷu. Hố khuỷu thì nó sâu hơn hố vẹt. Cho nên nếu như mà nó có tràn dịch mà nó đến nổ mà nó gây ra cái giải mở bệnh khớp này nó có gì lệch luôn á, thì nó có ý nghĩa rồi ha. Thì gợi ý một cái tổn thương tràn dịch trong khớp, ví dụ gãy xương hay chấn thương, gãy xương nó gây tràn dịch trong khớp, đây nó là cái giải mở này nó lên cao, mọi người có thể thấy được đây là giải mở cạnh khớp phía trước và phía sau luôn ha. Thì trong trường hợp này mình nhìn lại trên phim thẳng nè, mình thấy có cái đường gãy ở đây ha, thì đây gãy lồi cầu ở bên trái này ha, và nó gây ra tràn dịch trong khớp và có cái dấu vết vắt xa, mình có thể thấy được đó là sự di lệch đường mở, mình có thể thấy được trên phim X-quang ha. Dấu hiệu cánh buồm nó dâng lên giống như cánh buồm vậy đó. Rồi những cái bất thường đậm độ xương trong phim xương khớp thì mình coi cái gì? Mình coi những cái tổn thương tăng đậm độ hay là bất thường đậm độ. Vì trong chấn thương thì bệnh nhân có thể đã mổ kết hợp xương, ví dụ đây là bệnh nhân ngay sau khi mổ kết hợp xương và bệnh nhân này 2 tuần sau thì mình thấy có bất thường về đậm độ xương nè, ngay chỗ cái ổ gãy kết hợp đây ha, bình thường ngay phía sau khi kết hợp, và 2 tuần sau thì mình thấy đậm độ nó có giảm đi ha. Thì trong những cái kết hợp xương hay những cái tổn thương nào mà xương mình phải bất động thì thường nó có rối loạn dinh dưỡng, mình nó gây loãng xương như thế này, loãng xương thứ phát nhà bất động, hay là những cái bất thường đậm độ xương khác như là tăng đậm độ toàn thể khu trú ha, hay là giảm đậm độ nhiều ổ, hay giảm đậm độ toàn thể trong bệnh cảnh loãng xương hay là trong bệnh cảnh u xương như thế này, những bất thường đậm độ. Những bất thường về cấu trúc thì mình có hủy xương, mình có đặt xương hay là vừa hủy xương vừa đặt xương như thế này. Và lưu ý các cái tổn thương vị trí của nó mình phải nêu lên vị trí theo chiều dọc và vị trí theo chiều ngang luôn,
ví dụ như nó ảnh hưởng tới đầu xương, hành xương hay là thân xương. Và theo chiều ngang thì mình coi nó tổn thương vỏ xương ha, tổn thương ở trong tủy xương hay là tổn thương cạnh vỏ xương như thế này. Rồi, còn đây là vỏ xương mà trong những trường hợp gãy xương mình sẽ thấy vỏ xương nó mất liên tục, đây là gãy xương cành tươi, dạng cành tươi ở trẻ em thì vỏ xương nó mất liên tục một bên ha, còn một bên thì nó còn dính lại ha. Thì đây là trường hợp, những cái trường hợp gãy xương những cái kiểu gãy xương điển hình ở trẻ em, do cấu tạo xương trẻ em nó khác là xương người lớn, cho nên nó có những cái kiểu gãy xương điển hình. Thì đây là một trong các cái kiểu gãy xương thường gặp ở trẻ em, đó là gãy cành tươi, tức là nó mất liên tục vỏ xương ở một bên, giống như cái cây còn tươi mà mấy anh chị đem mấy anh chị bẻ vậy đó, thì nó thường nó dính lại một bên, còn một bên thì nó sẽ mất liên tục và nó tươi tươi ra đó, thì đó là gãy cành tươi ở trẻ em. Hay là những trường hợp phá hủy vỏ xương, hay là không phá hủy nhưng nó làm phồng mỏng vỏ xương trong các cái trường hợp u xương. Đó là phần xương. Tới phần khớp thì mình đánh giá khe khớp và đánh giá trục của khớp ha. Khe khớp thì mình coi khe khớp nó có bình thường hay không, nó rộng ra trong những trường hợp tràn dịch trong khớp ha, hay nó hẹp đi trong trường hợp viêm, hay là nó mất luôn khe khớp, nó dính khe khớp lại nha. Thì đây là hẹp khe khớp trong trường hợp phá khớp ha, hay là đây trường hợp bệnh nhân bị viêm khớp, bé gái bị viêm khớp đau khớp háng ha, và mình thấy là ở đây cái khớp háng bình thường, về khớp háng bên phải thì nó rộng ra ha. Thì trong trường hợp viêm khớp nhiễm trùng, tuy nhiên thì mình thấy là X quang nó có độ nhạy cũng không phải là cao trong trường hợp đánh giá cái khe khớp rộng ra như thế này. Rồi những cái bất thường của khe khớp kèm với lại bất thường tập độ xương của cái vùng đó, ví dụ như đây là hẹp khe khớp và mỏng xương trong phá khớp, rồi giảm đậm độ xương mỏng xương của cái vùng khe khớp này trong viêm khớp ha. Rồi hay là bôi hóa của sụn khớp, và cuối cùng là mình đánh giá trục của khớp. Trục của khớp thì mình đánh giá trục có bình thường hay không, hay là trục nó bất thường ngay cả cái lúc mà bệnh nhân đã được điều trị. Ví dụ như đây là bệnh nhân theo dõi sau khi báo mổ, và không, hoặc là theo dõi sau khi mổ kết hợp xương chẳng hạn, thì mình coi trục của nó đã được về cái cấu trúc giải phẫu bình thường hay chưa. Dù đây là xương, hai xương cẳng tay ha, sau khi đã báo mổ mình coi trục của nó thì cái này nó vẫn còn bất thường, trục vẫn bất thường nè. Hay là đánh giá trục của khớp khuỷu thì người ta sẽ nói mình là vẽ một cái đường đi qua trục của xương quay ha, đi qua trục của xương quay đến đây, thì cái đường này luôn luôn nó cắt cái cấu trúc này, người ta gọi là giỏng con của đầu dưới xương cánh tay, trên tư thế nghi và trên tư thế thẳng luôn ha. Thì nó là bình thường, còn khi nó có những cái trật khớp hay gãy xương gì đó bất thường của cái vùng khớp khuỷu thì mình sẽ thấy cái đường này nó sẽ không cắt cái cấu trúc giỏng con nó nữa. Hay là trong trường hợp này có bệnh nhân có viêm khớp dạng thấp ha, thì nó bị tán trật các cái khớp bàn đốt, nó làm cho bàn tay của bệnh nhân bị vẹo giống như là gió thổi vậy đó. Thì đó là những cái bất thường mình có thể thấy được. Là trục của khớp bình thường ha, mình thấy bàn tay đây là tán trật các cái khớp bàn đốt, bàn tay bình thường thì không có cái trục của khớp bất thường như thế này. Rồi thì đó là toàn bộ một cái phim X quang xương khớp mình đi coi ha, từ ngoài vô trong, từ da mô mềm coi thử nó có sưng nề đủ máu, có dị vật gì hay không, rồi đến các cái đường mỡ ha, đường mỡ bình thường có bị là xô đẩy hay không, gợi ý những cái gãy xương kín đáo mà mình không thấy được, và cuối cùng là mình coi cấu trúc của xương và khớp, thì như vậy mình sẽ không bị sót cái tổn thương. Rồi bây giờ mình đi vào phần chính của bài mình hôm nay, đó là hình ảnh của gãy xương và trật khớp, là những cái tổn thương như chấn thương đó. Thì về gãy xương là bất thường cái cấu trúc xương, nó bị bất thường cấu trúc do lực tác động của lực cơ học ha. Có thể là gãy xương bệnh lý trên nền xương bệnh lý thì chỉ cần một cái lực tác động nhẹ thôi xương nó cũng có thể gãy, hay là gãy xương do chấn thương, thường gặp nhất là do chấn thương. Thì người ta có thể chia phân loại xương thành gãy hoàn toàn hay gãy không hoàn toàn. Gãy hoàn toàn tức là nó di lệch hoàn toàn như thế này ha, và hoàn toàn là những cái kiểu gãy mà mình có thể thấy được ở xương trẻ em lúc nãy đó. Một trong các kiểu gãy nãy mình coi nó là gãy gì, gãy cành tươi rồi. Còn những cái kiểu gãy không hoàn toàn khác, ví dụ như gãy cong tạo hình ha, cũng là một cái kiểu gãy của xương trẻ em. Rồi gãy hở hay là gãy kính. Gãy hở là khi có ổ gãy này,
nó thông thương với lại cái môi trường bên ngoài thì nguy cơ nhiễm trùng của gãy hở sẽ cao hơn là gãy kính. Gãy kính khi mà có ổ gãy này nó không có thông thương với cái môi trường bên ngoài ha. Những cái gãy đặc biệt ví dụ như gãy gài, gãy lún mất xương hay gãy né ép. Và một cái phân loại nữa, thường cái này thì ít dùng trên lâm sàng mà thường dùng trong nghiên cứu, đó là phân loại gãy xương theo AO. AO là hiệp hội xương khớp chỉnh hình đó. Thì người ta sẽ giới thiệu cho mấy anh chị thôi, người ta sẽ phân loại gãy xương theo cái mã số như thế này ha. Thì mã số ở đây nó sẽ có là vị trí xương bị gãy, người ta có đánh số các cái vị trí xương bị gãy rồi nè. Mình thấy những cái số như thế này, ví dụ như xương cánh tay là số 1, hai xương cẳng tay là số 2, xương nào bự hơn thì không có chữ F, xương nào nhỏ hơn thì có chữ F chẳng hạn. Rồi cái xương đùi là số 3, cái này hai xương cẳng chân là số 4 chẳng hạn. Đó là đánh dấu theo vị trí của xương. Đây, trên này số 9 đó, thì đây là vị trí của xương. Cái thứ hai, cái số thứ hai đó là đoạn xương bị gãy. Ví dụ như là đối với cái xương dài như thế này thì nó sẽ có số 1, số 2, số 3 tương đương với lại đầu gần, thân xương và đầu xa. Rồi tiếp theo đó là tới cái loại và nhóm. Loại là nó xếp bằng chữ cái ABC. Ví dụ như nếu như đầu xương á, thì nó sẽ có các cái loại là gãy không có liên quan cái khớp, hay là gãy liên quan với một mặt khớp thôi, hay là gãy liên quan hai mặt khớp luôn. Còn nếu như mà là thân xương thì cái ABC này nó sẽ liên quan tới là gãy một mảnh gãy đường gãy ngang, gãy uốn cong, hay là gãy có mảnh thứ ba. Và cái số 2 này thì nó đi theo cái ABC này luôn. Nó là phân nhóm thấp hơn nữa. Ví dụ như là gãy phức tạp nhiều mảnh hay này kia ha, thì đó là cái phân loại AO. Ví dụ như đây là cái mã số 32B2 thì là số 3 chính là gãy của cái xương đùi ha. Số 2 là gãy thân xương. Thì nhìn vô đây thì bệnh nhân này bị gãy thân xương đùi. Rồi chữ B thì là gãy có mảnh thứ ba, và số 2 này là gãy uốn cong thôi chứ không có di lệch gì hết. Thì đó là giới thiệu cho mấy chị về cái phân loại AO để mình biết là khi mà đọc thì chủ yếu là đọc bằng cái chữ số và các cái mã số như thế này. Rồi cơ chế gãy xương thì mình có gãy xương trực tiếp và gãy xương gián tiếp như thế này. Trực tiếp tức là cái vị trí gãy xương là tại cái vị trí của lực tác động luôn. Còn cái gián tiếp tức là vị trí gãy xương xa vị trí của lực tác động như thế này. Thì đối với cái gãy xương trực tiếp này thì chủ yếu bệnh nhân bị gãy những cái đường gãy ngang hoặc là gãy nát nhiều mảnh. Còn xương nề mô mềm thì rất là nhiều. So với cái gãy gián tiếp như thế này thì bệnh nhân gãy chủ yếu là đường gãy xoắn, toàn xoắn, và xương nề mô mềm thì ít hơn. Đối với một cái gãy xương thì người ta yêu cầu ít nhất các anh chị phải có hai cái tư thế, là tư thế thẳng và tư thế nghiêng. Có thể bổ sung thêm những cái tư thế khác chích hoặc là tư thế đặc biệt để khảo sát cái gãy xương đó, nhưng mà ít nhất là mình phải có được hai cái tư thế thẳng và nghiêng. Để làm gì? Để mình khảo sát toàn bộ được cái đường gãy, kiểu gãy ha, đồng thời khảo sát được cái di lệch. Và nếu có, đồng thời người ta cũng nói mình là phải, đối với cái xương dài á, mình phải lấy được hai cái khớp đi qua cái xương đó. Ví dụ xương đùi á, thì mình phải lấy được cái khớp háng, cái khớp gối. Hay là xương hai xương cẳng chân mình cũng lấy được khớp gối với lại khớp cổ chân, để mình đánh giá những cái trật khớp đi kèm ha. Những cái trật khớp đi kèm. Cho nên yêu cầu của một cái phim X quang xương khớp là phải lấy được hai khớp của cái xương dài đó, và ít nhất là phải hai tư thế vuông góc nhau. Ngoài ra có thể có những cái tư thế riêng biệt, ví dụ như gãy xương thuyền, đôi khi mấy chị không thấy được, mấy chị có thể bổ sung một cái tư thế đặc biệt như nghiêng trụ như thế này ha, cho cái xương thuyền nó bộc lộ rõ ra hết cái chiều dài của nó, không có bị chồng xương. Thì đó là những cái tư thế đặc biệt mà mỗi xương có thể có những cái tư thế khác nhau. Rồi vì sao cần phải chụp hai tư thế vuông góc nhau đó là như vậy đó ha. Nhìn cái gãy xương đây mình không thấy rõ ở đây, tuy nhiên trên cái tư thế nghiêng mình thấy rất là rõ, nó gãy cho nên xương bàn nó một đây ha. Rồi những cái gãy xương dài thì mình ghi nhận cái gì? Mình ghi nhận vị trí gãy xương, gãy ở thân xương, mồm ba trên giữa dưới, hay gãy đầu gần, hay gãy đầu xa của xương. Rồi cái kiểu gãy là gãy đơn giản phức tạp, đường gãy như thế nào, ngang chéo xoắn có mảnh thứ ba hay không, đó là những và di lệch, đó là những yếu tố mình cần phải đọc trong một cái gãy xương. Rồi đối với những cái gãy mà liên quan tới đầu xương
thì mình phải ghi nhận đầu xương nó có lồ cầu, ví dụ như là xương cánh tay ở đầu dưới nó có lồ cầu trong, lồ cầu ngoài ha, hay là xương đùi dưới nó cũng có lồ cầu trong, lồ cầu ngoài, thì mình mô tả theo cấu trúc giải phẫu của nó là gãy lồ cầu nào ha, hay là gãy trên hai lồ cầu, hay gãy liên lồ cầu chẳng hạn. Rồi phía dưới thì nó có rồng rọc của cái xương cánh tay, hay là mỏng khuỷu, hay là mỏng chày của xương chày chẳng hạn. Rồi đường gãy nó có phản khớp hay không phản khớp, cái này quan trọng trong cái điều trị cũng như tiên lượng. Những đường gãy nào nó phản khớp thì nó để lại cái tiên lượng nó nặng nề hơn và điều trị nó cũng phức tạp hơn. Rồi thì đây là một cái xương dài ha, xương dài, gãy xương dài thì mình sẽ có những cái đường gãy như thế này, gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn thì nó tới phần dưới nó xoay nữa thì mình gãy xoắn ha, gãy nát nhiều mảnh hay là gãy dọc của thân xương. Còn đây là kiểu gãy thì không hoàn toàn, cái cành tư lúc nãy mình có coi rồi đó. Rồi đánh giá di lệch, di lệch thì đây là trục dọc của thân xương nè. Đối với những cái gãy xương mà cái mảnh nó còn ở yên nguyên vị trí của nó thì là gãy không di lệch. Khi mà các cái mảnh xương bị gãy nó bắt đầu nó thay đổi vị trí thì người ta gọi là gãy di lệch. Thì đối với cái xương dài như thế này thì mình có các cái kiểu di lệch thường gặp. Đây là trục của xương dài. Nếu như mà cái mảnh này nó di lệch qua một bên thì mình gọi là di lệch sang bên ha. Nếu như cái mảnh này nó chồng thì mình gọi là chồng ngắn, nó chồng theo cái trục dọc ha, hay nó gập góc, hay là nó xoay, tức là cái đầu dưới này nó xoay. Luôn luôn mình lấy cái đoạn gần làm chuẩn ha, để mình đặt cái di lệch cái đoạn xa so với đoạn gần. Ví dụ đây gần là mấy anh chị biết là mình đứng theo tư thế giải phẫu như thế này ha, thì cái nào mà hướng về cái trục thân mình thì là gần hơn. Còn cái phần nào lát nữa đọc trật khớp cũng vậy, nên mình phải phân biệt được cái nào là đầu gần, cái nào là đầu xa, để mà mình đặt cái di lệch là di lệch của đoạn xa so với cái đoạn gần. Rồi thì nhắc lại, một cái xương dài nó đọc đầy đủ mấy anh chị phải đọc được, thứ nhất là đẩy vị trí của nó ở đâu, vị trí của nó là đầu xương, hành xương hay thân xương. Thân xương thì 1/3 trên, giữa hay dưới, đầu thì đầu gần hay đầu xa. Rồi sau đó mình đọc kiểu gãy, kiểu gãy đơn giản hay phức tạp, gãy có mảnh thứ ba hay là gãy không hoàn toàn chẳng hạn. Rồi sau cái kiểu gãy rồi mình sẽ đọc tới đường gãy ngang, chéo, xoắn hay lúc nãy mình coi rồi đó. Và cuối cùng là mình đọc di lệch nếu có. Rồi đối với xương khớp trẻ em thì nó có những cái kiểu gãy đặc biệt, gãy cong tạo hình, gãy cành tươi hay gãy bông sụn tiếp hợp. Đây là những kiểu gãy đặc biệt. Tại vì xương trẻ em thì nó cấu tạo nó khác xương người lớn, ở chỗ là nó có nhiều collagen hơn, các cái tế bào cốt bào của nó nhiều hơn, nó nhiều xương xốp hơn. Chính vì vậy mà khi có lực tác động á thì nó ít có gãy nát giống như người lớn, mà thường là cái kiểu gãy của nó là gãy đơn giản hơn là gãy nát của người lớn ha, do nó có nhiều xương xốp và nhiều cốt bào hơn, nhiều collagen. Đặc biệt là cái màng xương của nó dày, vì nó còn phát triển theo chiều ngang á, màng xương nó dày, cho nên khi gãy á thì xương trẻ em nó sẽ tạo căng nhiều hơn và nó nhanh liền xương hơn. Nó còn có cái sụn tiếp hợp này nữa, cho nên nó sẽ có một cái kiểu gãy liên quan tới cái sụn tiếp hợp. Sụn tiếp hợp này giúp cho xương phát triển theo chiều dài, màng xương thì giúp cho xương phát triển theo chiều ngang. Chính vì vậy mà xương trẻ em á, nó có khả năng tái tạo lại, định hình lại nó cao hơn là xương người lớn, và căng xương của nó cũng nhiều hơn, mong lành xương hơn xương người lớn. Thì đây là hai cái kiểu gãy thường gặp của trẻ em. Lúc nãy mình coi cái kiểu gãy cành tươi này rồi ha, tức là một bên vỏ xương nó còn liên tục, một bên nó mất liên tục. Còn đây là gãy cong tạo hình nè. Mình nhìn thấy cái kiểu này hơi khó, tại vì mình không có thấy cái đường phá vỡ cái cấu trúc của xương hay vỏ xương gì cả. Tuy nhiên ở đây mình đánh giá tới, mình đọc đầy đủ một cái phim ít qua á, thì tới cái phần trục của khớp thì mình thấy nó bất thường, da mô màng mở. Cấu trúc của xương không có gì bất thường hết, mà đặt tới cái trục của khớp, trục của xương của khớp thì có bất thường ha. Ví dụ như đây là xương gì anh chị? Trụ. Xương trụ ha. Đầu trên nó bự, đầu dưới nó nhỏ, xương quay ngược lại. Đây xương quay, thì cái trục của xương quay này nó bất thường ha. Trục xương quay này nó cong. Đây là gãy cong tạo hình. Rồi trẻ em thì nó có cái sụn tiếp hợp. Hôm nãy mình nói giúp cái xương phát triển theo chiều dài á, nên nó có một kiểu gãy liên quan tới cái sụn tiếp hợp này, mà người ta gọi là Sinton Harris. Thì trên lâm sàng á, người ta lại phân loại gãy xương theo cái tên riêng như thế này. Lát nữa mình sẽ coi từng cái chi
từng cái vùng của xương thì nó sẽ có những cái phân loại gãy xương riêng. Còn cái phân loại AO là phân loại chung cho nhiều xương giống như chúng ta đang coi. Tuy nhiên nó ít có sử dụng trên lâm sàng, thường sử dụng trong nghiên cứu hơn. Đây là phân loại synthetic liên quan tới cái gãy sụn tích hợp này. Đây đầu xương, hành xương thì nó sẽ chia làm 5 độ như thế này. Tùy theo cái đường gãy nó liên quan như thế nào đến cái sụn tích hợp và cái đầu xương ở phía dưới. Bình thường thôi. Đây là loại 1, không có đi qua ngay phía dưới của cái sụn tích hợp. Loại 2 thì đến cái sụn tích hợp, hành xương đến sụn tích hợp ha. Loại 3 thì từ hành xương tới đầu xương xuyên qua sụn tích hợp. Loại 4 và loại 5 thì là cái loại mà nặng nề nhất, là nó nhìn thì thấy nó bình thường, tại lúc đó mình thấy hành xương và đầu xương nó dính lại nhau ha, nó không có cái phần ngăn cắt lại và cũng bất thường gì cấu trúc của xương hết, không có đường gãy gì như những cái loại này hết. Tuy nhiên cái loại này nó nặng nề nhất tại vì nó lúng lúng, nó ép luôn cái sụn tích hợp là nó sẽ gây biến chứng là ngắn chân, xương nó không có dài theo được nữa, chiều dài nữa thì nó sẽ bị ngắn chân. Đây là các cái loại của phân loại synthetic. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào gãy xương của người lớn, những cái gãy xương thường gặp này. Từ trên xuống dưới nè, đầu tiên là gãy vùng vai. Vùng vai của mình thì có các cái xương nè. Thứ nhất là cái khớp vai này thì có thể có chỏng xương cánh tay ha, ổ chảo và xương bả vai. Ngoài ra thì mình có cái khớp cung đòn ha, giữa đầu xa xương đòn và cái mỏ cung vai ở đây. Thì nó sẽ có những cái gãy xương vùng vai như gãy đầu trên xương cánh tay, gãy xương đòn hay là gãy xương bả vai. Thì gãy đầu trên xương cánh tay, để cho dễ nhớ thì ta sẽ chia theo 4 mảnh của BA. Cái mảnh này lớn nhất ở đây là mảnh gì? Mảnh chỏ ha, mảnh chỏ. Rồi tới cái đây là mấu động lớn ha, cái này mấu động bé, và cái này là phía dưới này là thân xương ha. Thì cái chỗ cổ ở đây là cổ giải phẫu, ở đây là cái cổ phẫu thuật. Thì cái này nó thắt eo lại giống như cái cổ, cho nên người ta gọi là cái cổ của xương chỏng xương tay thôi. Tuy nhiên cái vị trí này ít có bị gãy bằng cái vị trí của cái cổ phẫu thuật ha. Cho nên mình dễ nhớ thì mình cứ nhớ cái chỗ nào bị gãy nhiều đem đi phẫu thuật thì nó là cái cổ phẫu thuật thôi. Thì là cổ phẫu thuật, đến cổ giải phẫu thì vị trí này hay bị gãy hơn cái này ha. Rồi nếu như mà gãy phần này thì là mấu động lớn, chỗ này thì là mấu động bé ha. Chỗ này thì gãy cổ phẫu thuật, dưới đây là thân xương cánh tay. Hình này mình thấy ở đây có gì bất thường nè, đây chỏng xương tay đúng không? Đường gãy là thường là cái đường thấu quang ha, nó làm mất cái cấu trúc bình thường của xương và mất liên tục của vỏ xương. Mình thấy cái đường này nè, bình thường xương như thế này ha, chỗ này có cái đường thấu quang ở đây và mất liên tục cái vỏ xương ở đây. Chỗ vị trí này là của mấu động lớn xương tay ha, mấu động bé thì nó xoay vào trong, nó chồng vô đây rồi, thì đây là gãy mấu động lớn của xương tay chỗ này. Ở đây vừa có gãy xương vừa có bán trật khớp ha, đi xuống dưới và mình đây, ở đây mình thấy mất liên tục vỏ xương ha, cái mảnh mấu động lớn nó dăng ra ngoài đây ha. Thì đây là vừa gãy mấu động lớn vừa gãy cái cổ phẫu thuật nè, vị trí này nè, mình thấy nó mất liên tục vỏ xương ở đây ha, thì đây là cái cổ phẫu thuật và gãy mẫu động lớn của xương tay. Rồi gãy xương bả vai thì là cái xương gì? Thì mình thường mô tả là cái kiểu gãy của nó là gãy đơn giản hay phức tạp, có nát nhiều mảnh, có hay là có mảnh thứ ba hay gì không, và đường gãy của nó đi tới đâu, đường gãy của nó có đi đến cái mặt khớp hay không, có bạn khớp hay không, vị trí gãy của nó thì gãy ở đâu, ở thân xương bả vai hay là gãy ở cái ổ chảo đây, hay gãy ở cái mỏm gai, hay gãy ở cái mỏ cung vai chẳng hạn. Đó là những cái mà mình phải mô tả của một cái xương gãy. Thì gãy xương vùng vai, thường xương bả vai thì không có thường gặp trong cái vùng gãy xương vùng vai, do chấn thương trực tiếp và năng lượng nó cao, tức là tác động trực tiếp vào trong. Gãy kín đáo thì đôi khi nó khó nhìn, tại nó chồng xương này kia nè, nó chồng các cái xương sườn với nhau ha, cho nên thành ra là gãy này thì mình có thể kết hợp thêm cơ sở riêng để thành công. Rồi gãy xương đòn, xương đòn thì mình cũng sẽ đọc gãy ở đâu, 1/3 ngoài, 1/3 giữa hay là 1/3 trong ha, và kiểu gãy của nó như thế nào, giống như cái xương dài vậy đó, mình cũng sẽ đọc kiểu gãy, đường gãy của nó và có di lệch hay không. Thì gãy cái xương đòn này á, đôi khi nó sẽ đi kèm với các cái gãy xương sườn, ví dụ ở đây mình cũng thấy có gãy cũng xương sườn này ha. Và nếu như mà nó gãy ở đầu trong, nó có thể nó di lệch
nó gây di lệch và nó gây thủng màng phổi chẳng hạn, hay tràn khí màng phổi chẳng hạn, thì mình sẽ coi luôn những cái phần có thể thấy được trên một cái phim X-quang đó, cái xương sườn màng phổi có tổn thương hay không, coi luôn. Ở đây còn thấy cái gì nữa mấy anh chị, ngoài cái xương sườn ở đây, xương đòn xương sườn ở đây mình còn thấy cái gì nữa? Xương quai. Nhìn nó cho nó tỉnh ngủ. Cái xương vai luôn. À đúng rồi, cái xương bả vai ở đây nữa nè, thấy không? Đó, cho nên khi mà mình nhìn một cái phim X-quang, mình phải nhìn toàn diện. Chứ không phải người ta cho chỉ định là chụp X-quang xương đòn, mình nhìn mỗi xương đòn thôi rồi mình bỏ sót những cái khác. Rồi gãy xương cánh tay, xương cánh tay là xương dài, thì mình cũng đọc giống như lúc nãy vậy đó. Mình sẽ đọc vị trí của nó, gãy ở đâu, đường gãy, kiểu gãy và di lệch. Thì ở đây là gãy một phần ba giữa của thân xương cánh tay ha. Gãy thì gãy đơn giản ha, gãy chéo thôi. Có di lệch gì? Như là xoay, đúng không? Gặp góc đó. Và dãy cái xương cánh tay này á, thì lưu ý ở phía sau, mặt sau của xương cánh tay nó có một cái rãnh, rãnh thần kinh quay, cho thần kinh quay nó đi qua. Khi mà những cái gãy như thế này nó có thể gây tổn thương cái dây thần kinh quay ngay phía sau đó, và nó gây triệu chứng lâm sàng, có thể thấy là bạn bệnh nhân bị liệt dây thần kinh quay và gây cho bàn tay nó rũ xuống như thế này. Rồi đó là cái thân xương cánh tay. Đến đầu dưới của xương cánh tay thì mình có các cái lồn cầu ha. Đầu dưới của xương cánh tay có các lồn cầu thì nó có các cái kiểu gãy liên quan tới lồn cầu. Có thể là gãy lồn cầu ngoài, gãy lồn cầu trong, hay là gãy liên lồn cầu, ở gãy trên hai lồn cầu như thế này. Thì gãy trên hai lồn cầu là cái kiểu gãy thường hay gặp ở trẻ em. Cái này mình gặp đi gặp lại từ đầu ngoài đến giờ ha. Là kiểu gãy trên hai lồn cầu thường hay gặp ở trẻ em mà nó té chống tay xỉu dũi là nó gặp rất nhiều trường hợp là gãy trên hai lồn cầu này ha. Lúc đó khuỷu nó sẽ sưng, và chụp X-quang mình sẽ thấy cái dấu sắc cách sai là như cái buồn đó, giãn mở cạnh khớp ở phía trước nè, giãn mở cạnh khớp ở phía sau nè, nó có tràn dịch trong khớp và đây cho cái giãn mở này đó, nó di lệch lên cao ha, thấy. Và khi mình nhìn kỹ lại thì mình sẽ thấy nó có bất thường này. Thì tùy theo cái gãy này nó di lệch hay không mà người ta sẽ chia thành các cái độ theo gạt lên ha, theo gạt lên. Thì đây là nó còn dính là độ 2 ha. Gãy mà nó không có di lệch gì hết là độ 1. Nó còn di lệch nhưng mà nó còn dính cái phần phía sau đó, thì là độ 2. Và khi mà nguyên cái miếng này nó văng ra luôn phía sau luôn, nó không còn dính lại với nhau ở phần vỏ xương nữa thì là độ 3. Đó là gãy trên hai đầu cầu ha. Tôi nhìn thấy cái dấu vết cách sai này nghi ngờ là có tổn thương gì đó cũng không khớp thì mình phải đi tìm ha. Thì trong trường hợp này là gãy trên hai đầu cầu, gãy trên hai vậy ha, hay là những cái cách sai ở đây chúng ta có thể thấy gãy trên hai đầu cầu, tức là cái đường gãy nó băng qua phía trên hai đầu cầu ha, nó không có đi xuống dưới tách hai cái đầu cầu ra đó, thì là gãy trên hai đầu cầu. Em nhắc lại giải phẫu một chút xíu của cái hố vẹt và cái hố phỉu này, hố phỉu thì nó sâu hơn cái hố vẹt này, nên đôi khi mình có thể thấy một cái giải mở cạnh khớp ở phía trước hố phỉu trong trường hợp bình thường. Tuy nhiên cái dấu giải mở cạnh khớp mà ở phía sau là luôn luôn là bất thường, không tràn dịch trong khớp. Còn lúc nãy thì có nói về cái trục của khớp, khi mà mình vẽ một cái đường thẳng đi qua trục của xương quay luôn luôn nó cắt cái cấu trúc này hoặc là chạm con xương cánh tay ha. Và mình vẽ cái đường thứ hai đi qua bờ trước của xương cánh tay đó, thì cái đường này nó cũng sẽ cắt cái chạm xương và cái chạm con đây. Và cái yếu tố này là luôn luôn đúng trong trường hợp là chụp tư thế thẳng hay tư thế nghiêng và gấp hay là duỗi phiểu gì mình cũng thấy vậy hết. Trong những trường hợp gãy xương thì mình sẽ thấy cái đường này nó bất thường, nó không có đi qua cấu trúc của chẩm con, gãy xương xương quay. Rồi ở đây mình có thể thấy gặp lại cái dấu vết bắt sai trong một trường hợp khác, không phải là gãy trên hai đầu cầu ha. Mình cũng thấy cái dấu giãn mở cạnh khớp phía trước và phía sau đây và trên tư thế nghiêng này mấy chị có thấy đường gãy không? Gãy cái gì không? Không nhìn thấy đúng không? Rất là khó thấy. Thì người ta nghi ngờ, không thấy gãy trên hai một cầu. Người ta nghi ngờ, người ta chụp cái tư thế chích. Và người ta thấy được cái đường nước xương rất là kín đáo ở cái phần chõm của xương quay. Đây. Thì cái dấu này chính là cái dấu chỉ điểm ha. Cái dấu gợi ý trong những cái tổn thương gãy xương kín đáo một cấp tiểu. Nếu mà mình không thấy, mình phải đi tìm. Rồi. Tới gãy hai cái xương cẳng tay, hai xương cẳng tay ở đây mình có xương quay và xương trụ ha. Thì
nó có cái kiểu gãy có tên riêng là ecclesia, khi mà liên quan tới một phần quay dưới của xương quay, của thân xương quay ha, và làm trật khớp quay trụ dưới. Ở đây khớp quay trụ dưới bị trật và gãy một phần quay dưới thân xương quay thì nó có cái tên này ha. Mình đọc tên này lên thì mình biết là nó bị gãy cái gì. Ngược lại thì mình có một kiểu gãy là gãy mông tetrian, liên quan tới lại một phần trên của xương gì, xương trụ ha, một phần trên của xương trụ và trật khớp quay trụ trên. Do nhiều cái cơ chế chấn thương trực tiếp hay gián tiếp là nó kiểu gãy như thế này. Thì dưới kia là gãy ecclesia, ở trên này là gãy mông tetrian ha. Nên là cái từ để mình gợi nhớ nè, ecclesia thì liên quan tới xương quay ha, còn mông tetrian thì liên quan tới xương trụ. Rồi tới cái phần cổ tay. Nãy giờ mình đi tới cái xương lớn lớn không thôi, tới cái xương cổ tay là cái xương cái phần khó, tại vì nó có nhiều cái xương nhỏ nhỏ ha. Có bao nhiêu xương một cổ tay đó chị? 8 xương. Nếu mà đọc tên lên thì ai cũng đọc được đúng không? Nhưng mà giờ chỉ vô cái xương này là mình phải đọc từng chú đúng không? Chỉ vô xương này xương gì? Huyền. Giỏi vậy. Tại nó đồng lại cùng ngay ngày xương thứ nhất phải không? Rồi ví dụ xương này thì đọc thần chú, cái này xa quá, cái này tới cuối cùng của câu thần chú rồi. Mình hãy đọc hết câu chú mới nhớ ra. Thì đây là xương gì? Xương móc, tại vì nó có cái móc đây nè, nó có cái móc như con mắt vậy đó. Thì đây là thuyền nguyên tác động lên cả móc ha. Thì gãy xương thuyền là thường gặp nhất trong cái gãy xương cổ tay. Và khi đây mình thấy cái đường gãy thú quan đây nè. Đó, nó tác mặt khớp. Xương này là xương gì? Đọc tiếp, thần chú tiếp. Này là xương cả, nên mình thấy sao? Nó bự nhất trong các cái xương cổ tay là xương cả ha. Nó phản cái mặt khớp thuyền cả luôn nè. Thì đây là đường gãy xương thuyền ha. Thì khi nghi ngờ mình có thể chụp những cái thư tới chuyên biệt, nếu mà đường gãy nó không có rõ như thế này thì mình có thể chụp những cái trên chuyên biệt nghiêng trụ như thế này. Thì lúc bây giờ cái xương thuyền á, nó không có bị chọc bởi các cái xương gì than thê ở trên này nữa ha. Nó sẽ rõ nguyên cái xương thuyền ra, mình sẽ coi được cái xương thuyền. Rồi, hay là kiểu gãy của cái người chơi boxing là gãy. Cái kiểu gãy này thường hay gặp khi mình đấm tay ha, mình nắm tay lại xong mình đấm vào một cái vật gì đó cứng, mình tác động mạnh như thế này, cái kiểu gãy này. Cho nên người ta mới nói là gãy kiểu người chơi boxing ha. Thì gãy của cái thân xương bàn, ngón số 5 đó, bàn của mình. Nhờ khi bàn tay nắm chặt lại mình cũng được, đôi khi kèm theo xương bàn 4 luôn. Hay là gãy trật bên nét ha, là gãy phản khớp của cái nền xương bàn có một đây, gãy trật cái nét. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái phần xương cổ tay với cái xương quay ở đây ha. Thì ở đây mình sẽ có hai xương cổ tay và cái phần xương quay với xương trụ đây. Gãy đầu dưới xương quay cũng là cái kiểu gãy thường gặp ở cái vùng này ha. Gãy đầu dưới xương quay thường gặp khi mà bệnh nhân té chống tay. Mà gặp ở người lớn, dùng con nít mà để chống tay tiểu tuổi thì mình thấy mình nói cái kiểu gặp hay gặp đó là kiểu gãy hay gặp đó là gãy trên hai đầu cầu. Thì đối với phụ nữ loãng xương, lớn tuổi thường hay loãng xương và té chống tay tiểu tuổi thì lại hay gặp cái kiểu gãy này là gãy đầu dưới xương quay. Gãy đầu dưới xương quay thì tùy theo mà cái di lịch trên cái tế nghiêng mà người ta sẽ chia thành cái tên riêng của nó là gãy Botocon hay là gãy Goldsmith. Gãy Botocon là khi mà gặp góc mặt lưng. Tức là đây là gãy đầu dưới xương quay. Chỗ nào gãy xương thì mình thấy nó bất thường đập độ, ví dụ nó có can thì nó tăng đập độ, mà mới thì nó có hình ảnh thấu quang và mất liên tục quá xương nha. Thì gãy đầu dưới xương quay ha, tại gặp góc mặt lưng là gãy vô tô côn, hay là gặp góc mặt lọc thì là gãy vô ra speed đó. Thì gãy cái đầu dưới xương quay là gãy ngoài khớp, không có phản khớp đây, kèm theo gãy mọt trăm trụ luôn. Ở đây có mọt gãy mọt trăm trụ ha. Thì đó là gãy các kiểu gãy của đầu dưới xương quay được gặp ở phụ nữ lớn tuổi sẵn xương chống tay tiểu tuổi. Rồi tới thứ hai là cái kiểu gãy của cái vùng cổ cổ tay, đó là gãy của các cái xương, gãy trật của các cái xương vùng cổ tay. Bây giờ mình nhắc lại giải phẫu của các xương vùng cổ tay, mình sẽ có thứ nhất là cái hàng xương này gồm có xương gì hết chị? Huyền ha, xương huyền, xương thác, xương đậu thì nó tròn tròn đậu này, hang, thê, xương cả là bự nhất và xương móc thì nó có cái mắt, nhìn con mắt đây.
Rồi thì khi mà mình trên tư thế thẳng này, mình sẽ vẽ được ba cái cung. Ba cái cung này, người ta gọi là ba cung Kirula ha. Để thể hiện sự bình thường của các hàng xương cổ tay trên tư thế thẳng. Cung thứ nhất là mình vẽ ôm theo cái bờ gần của cái hàng xương thứ nhất. Đường thứ hai ôm theo bờ xa của hàng xương thứ nhất. Và đường thứ ba ôm theo cái xương cả và xương móc này. Thì ba cung này quy tắc nó phải đều đặn liên tục, nó không có được gập góc chỗ nào hết. Khi nó gập góc thì chứng tỏ cái hàng xương cổ tay nó bị trật, gãy xương trật khớp gì đó của cổ tay, nó sẽ làm cho cái hàng xương cái ba cái cung này nó mất cái sự tròn đều của nó, nó sẽ gập góc mất đều đặn liên tục. Rồi đây là tư thế thẳng và tư thế nghiêng của cái xương cổ tay ha. Đây là xương thuyền ha, xương nguyệt. Bình thường thì tư thế thẳng nó có tứ giác như thế này ha, xương thác và xương đầu ha. Đang thê nó chồng lên nhau và xương cả đây, xương móc đây, nó có cái móc đây trên tư thế thẳng. Rồi trên tư thế nghiêng khó nhìn hơn đúng không, nó chồng vô quá trình xương luôn, thì làm sao mà mình phân biệt được mấy cái đó ha. Thì đầu tiên là mình coi từ dưới lên, từ từ mình sẽ thấy thôi. Từ dưới lên thì mình sẽ có chỗ này là xương gì mấy chị? Xương trụ ha, xương trụ nè. Rồi ở chỗ này mình sẽ có xương xương quay đúng không? Mình nhìn ở đây mình thấy cái mỏm trong quay nó sẽ xuống thấp hơn cái mỏm trong trụ nè, thấy không? Thì trên tư thế nghiêng cũng tương tự vậy, mình thấy mỏm trong trụ ở đây, mỏm trong quay ở đây ha. Đây là xương quay, xương trụ. Rồi nhìn được hai cái xương này rồi đúng không? Rồi tiếp tới nhìn cái hàng xương cổ tay mình sẽ có cái xương thuyền. Vì sao người ta gọi là cái thuyền? Vì trên tư thế nghiêng á, giống như cái thuyền nó đi trên nước đó, nó chồng chằng vậy đó. Thì đây là cái xương thuyền mình phải tưởng tượng thôi. Trên xương thuyền trên tư thế nghiêng thì nó nằm ở đây, mình thấy phần của nó đây, rồi ở đây nè, ở đây xương thuyền. Rồi vì sao nó có tên là xương nguyệt? Nó giống mặt trăng đúng không? Thì ở đây mình sẽ có cái hình giống mặt trăng ở đây, thì đây chính là xương nguyệt nè. Giống mặt trăng không? Giống trăng lưỡi liềm ha. Đó thì đây là xương nguyệt. Rồi nhìn chỉ cần nhìn ba xương thôi là được rồi, là xương thuyền, xương nguyệt và cuối cùng là cái xương cả. Xương cả là cái xương lớn nhất nhưng mà mình cũng nhìn thấy được trên này là nó giống như cái ly vậy đó, nó là đây, nó chồng lên ngay phía trên của cái xương nguyệt ha. Cho nên mình cứ nhìn thấy cái xương nguyệt ở đâu mình nhìn ngay phía trên nó là cái xương cả. Rồi thì thấy được ba xương chưa, xương thuyền, xương nguyệt và xương cả. Thì trên tư thế nghiêng bình thường không có bị gãy xương trật khớp gì hết thì mình sẽ thấy cái xương quay, cái xương nguyệt, xương cả và xương bàn ngón ba nó sẽ thẳng trên một cái trục như thế này ha, là bình thường. Trên tư thế thẳng thì mình thấy ba cái cung ha, đều đặn liên tục. Trên tư thế nghiêng thì mình sẽ thấy cái trục của xương quay, xương nguyệt, xương cả và xương bàn ngón ba thẳng hàng. Khi mà nó mất cái trục này thì nó sẽ có tổn thương. Những cái tổn thương chấn thương hay gặp ở cái vùng cổ tay đó là trật xương nguyệt và trật quanh nguyệt. Trật xương nguyệt là khi mà cái trục này nè nó bình thường hay ha, thì xương nguyệt nó bị giăng ra khỏi cái trục bình thường này thì người ta gọi là trật xương nguyệt. Còn nếu như mà cái xương nguyệt nó vẫn ở vị trí của cái trục này so với xương quay nó vẫn đúng vị trí, nhưng mà các cái hàng xương khác như xương cả ra khỏi cái trục bình thường này thì người ta gọi là trật quanh nguyệt. Trật quanh nguyệt thì có hai tổn thương nó thường gặp. Ngoài ra nếu như mà cái xương nguyệt này cũng di lệch luôn, các cái hàng xương cổ tay còn lại cũng di lệch luôn ra khỏi cái trục này so với xương quay luôn á, thì người ta gọi là trật các hàng xương cổ tay. Còn hai kiểu này là hai kiểu thường gặp, là trật xương nguyệt và trật quanh nguyệt. Thì tùy theo cái vị trí di lệch mà người ta có phân loại. Thì góc cái tim nghiêng như nè, thì cái góc thuyền nguyệt giữa xương nguyệt nè, đây là xương thuyền. Góc tiền nguyệt bình thường là 30-60 độ ha. Khi mà nó dưới 30 hoặc nó trên 60 tức là nó có bất thường. Nếu như mà cái xương nguyệt này nó quay, nó gặp góc về phía mặt lưng thì người ta nói là có tổn thương dạng DC ha. Còn nếu như về phía mặt lòng thì gọi là dạng VC. Thì cái này hơi sâu, mấy chị chỉ cần nhìn biết được nó có trật, nó có bất thường ở cái vùng xương cổ tay ha, trật xương nguyệt hay trật quanh nguyệt là tốt rồi. Thì ở đây này nhìn thấy có gì bất thường nè, trên tư thế thẳng và trên tư thế nghiêng. Trên tư thế thẳng thì mình coi ba cái cung đúng không, ba cung Kirula
Rồi trên tư thế nghiêng thì mình coi cái trục của cái xương quay, xương nguyệt, xương cả và xương bàn móng ba. Có gì bất thường hay không? Tức là một cái lưu ý nữa là bình thường các cái hàng xương cổ tay á, nó sẽ có khoảng cách khá là đều đặn với nhau. Khi mà hiểu đây nè, cái khoảng cách này thường nó không có quá 2mm đâu. Cái khoảng cách của các cái xương cổ tay với nhau nè, khi mà nó có cái tổn thương của cái dây chằng á, nó làm trật các cái hàng xương này với nhau á, thì cái khoảng cách này nó sẽ giãn rộng ra, các cái xương này nó xa nhau ra, thường là từ 3mm trở lên, rồi có thể nói là nó có tổn thương trật xương đó. Rồi thì ở đây mình thấy có gì bất thường. Cái này cũng vậy. Đầu tiên muốn đọc gãy xương trật khớp thì mình phải coi cái giải phẫu bình thường, mình phải nắm được cái giải phẫu bình thường cái ra. Còn giải phẫu bình thường mình chưa biết nên mình còn lộn cái xương với nhau thì mình sẽ không thể nào đọc được cái tổn thương nó là gì hết ha. Mình nắm cái bình thường trước. Tôi lấy con mắt đây nè, thì đây hàng dưới nè, đây hàng trên, thang thê cả móc đây ha, cả bự bự đây nè, thang thê đây, cả móc đây. Còn chỗ này thì chắc chắn nó sẽ là xương gì rồi, huyền rồi ha. Huyền không có bình thường, nó không có chồng chằng nó như cái phim bình thường lúc nãy mình coi, mà bây giờ nó bị gập gấp rồi ha, nó bị chật rồi, cho nên thành ra mình sẽ thấy nó không còn dài ra nữa mà nó chồng cái phần chồng ngoài với nó thành cái hình giống như thế này ha. Rồi cái khoảng cách giữa xương huyền với cái xương nguyệt ở đây bây giờ nó rộng ha, nó trên 3mm rồi ha. Tháp đậu thì nó chồng ở đây nè, không nói ha. Thì thứ nhất là mình thấy có mất vững thuyền nguyệt, tức là nó chồng xương thuyền với xương nguyệt rồi. Trên tư thế nghiêng nè thì mình cũng coi cái đây là mỏng trong trụ nè, cái này mỏng trong quay ha, cái này là xương nguyệt ha. Xương thuyền thì lúc nãy mình thấy đáng lý nó phải quay ở đây đúng không, xương nguyệt này, xương thuyền đã ha, lúc nãy không phải mình thấy nó phải quay như thế này thì bây giờ nó gập góc ha, phần trước phần sau của nó chồng lên nhau như thế này, thành ra mình thấy cái hình trên tư thế thẳng này ha. Thì đây là xương thuyền ha, nó không có bình thường nữa, nó bị trật. Thì đây là mất vững thuyền nguyệt hay là trật trần xương huyền ha. Và đây là xương huyền nè, xương cả thì nó vẫn còn ở vị trí của nó ở dưới đây, xương cả. Xương cả thì giống như cái ly nó nằm lên trên cái xương huyền, giống như cái tắc, cái dĩa vậy đó ha. Mình tưởng tượng ra thì cái trục này nó vẫn còn bình thường ha, tuy nhiên cái xương huyền nó bị quay, nó bị trật ha. Thì đây cũng là cái trật huyền nguyệt, một cái loại mất vững quanh nguyệt. Rồi ở đây một cái hình khác, thấy có gì bất thường? Mình chỉ cần nhìn ba xương chính ở cái vùng cổ tay là xương nguyệt, xương huyền và xương cả thôi là mình biết được thôi. Đây là hàng xương xa nè ha, móc đây, thang thê cả móc đây ha, xương huyền đây, nguyệt đâu, nguyệt đây, tháp đây, đậu đây. Rồi đó, chỉ cho các cái xương rồi đó, để cho mình tạo tổn thương đi. Gãy xương huyền, huyền có bình thường không? À, nó có gì? Bắn hở. Gãy xương rồi nè, thấy không? Mình xương nguyệt nè, xương nguyệt trên tư thế thẳng nè, trên tư thế nghiêng nè, vẫn còn hình mặt trăng đúng không? Xương quay ở đây, xương nguyệt ở đây, xương cả ở đây, bị sao? Chật ra. Mặt lưng, đúng không? Đây là mặt sau. Mình nói mặt sau là mặt sau với tư thế giải phẫu. Tư thế giải phẫu mình phải đứng như thế này. Thì cái này là nó trật ra sau và trật quanh nguyệt, trật ra sau là kiểu trật hay gặp nhất ha. Còn ít khi gặp thì trật ra trước thì tích gặp hơn. Rồi thì đây mình có trật ra sau ha, trật quanh nguyệt, tại vì xương nguyệt nó vẫn còn nằm đúng vị trí so với cái xương quay ha. Thì cái này là trật quanh nguyệt chứ không phải là trật xương nguyệt. Trật quanh nguyệt là trật, kiểu trật là trật ra sau kèm với lại gì, gãy xương, gãy xương thuyền đúng không ha, kèm gãy xương thuyền là gãy xương thuyền. Đó. Thì có nhiều cái phân loại mình chỉ nhớ được hai cái chính, đó là trật xương nguyệt với trật quanh nguyệt là tốt rồi. Khoảng cách giữa các xương cổ tay 2mm trên 3mm thì nó là có trật xương ha. Rồi có kèm các gãy xương kèm theo hay không? Đó. Thì ở đây mình sẽ có ba cái là trật quanh nguyệt, dịch chuyển ra sau và gãy xương thuyền. Khó đúng không?
cái này có xương phì sao? À, tại vì nó hai mảnh, nó hai mảnh, đây xương quyền, đây xương cả nè, xương quyền nó có cái mảnh này, nó nằm chồng lên đây nè, với cái mảnh dưới đây nè, nó bị gãy nè, đây nó gãy của nó đây nè, nên khó nhìn. Thành ra là xương cổ tay bây giờ nó thành gì? Chín xương luôn chứ không phải tám xương như bình thường nữa. Thì xương cổ tay nó khó nhìn cho nên mấy chị nhìn thấy bình thường trước cho quen. Còn trên cái nghiêng thì mình ráng nhìn cái trục của nó, trục của xương quay, xương cả, xương nguyệt và xương bàn ngón ba. Cái trục đó bình thường là bình thường, mà nó có trục xương nguyệt hay là quanh nguyệt gì đó thì mình biết là nó có bất thường. Còn ở đây là trường hợp của trục xương nguyệt này, cái trục này bình thường nhưng mà cái xương nguyệt nó bị gì? Di lệch ra phía sau, phía mặt mặt lưng. Xương nguyệt bình thường lúc nãy mình thấy là nó hình như tứ giác, bây giờ thì nó hình giống như hình tháp vậy đó. Đây nè, thì không bao giờ mình thấy được cái hình này bình thường trên tư thế thẳng hết, chỉ khi nó bị trật thì mình mới thấy được cái hình này đâu. Nó trật thì nó xoay thì mình mới thấy được hình tháp này. Thì đây là trật, trật xương nguyệt. Và lúc nào mình nhìn mấy cái cung virula của hai hàng xương bây giờ là nó mất liên tục hết rồi, nó còn tròn đều nữa, mình nó gập gấp chỗ này ha, nó xáo trộn hết, mất cung virula và trật xương nguyệt. Rồi đó là cổ tay. Rồi bây giờ tới cổ chân. Cổ chân thì mình sẽ có xương chày và xương mát ha. Đây mắt cá ngoài, mắt cá trong, nó ôm lấy cái cổ của xương sơn. Đây là hình ảnh cổ chân bình thường. Thì mình sẽ có một số cái dấu hiệu bình thường để mình thấy hình ảnh cái cổ chân này là không có bị trật khớp hay là bất thường gì như là gì hết. Ở đây mình sẽ có một cái khe sáng, là khe sáng chày mát ha. Rồi xương chày với xương mát nó chồng lấp ở nhau của một khoảng, ở đây người ta gọi là chồng lấp chày mát ha. Và độ nghiêng của xương sơn bình thường cái khe này 25mm hay là 5mm ha. Chồng lấp như thế này là bình thường ha. Và cái độ nghiêng này từ khoảng 15 độ thì cái này là bình thường của cái bên cổ chân tư thế thẳng. Trên tư thế nghiêng thì mình sẽ thấy được cái mắt cá trong nè, nó sẽ đây, mắt cá ngoài xuống thấp hơn, mắt cá trong, mắt cá ngoài xuống thấp hơn đây ha. Cái phần này là của xương chày ha, xương mát. Cái này là cổ của xương sơn, cái này là xương sơn. Đây trên tư thế nghiêng ha, đây là xương gót. Từ thế nghiêng thì mình sẽ có một cái góc, mình gọi là góc cô lê, để mình đánh giá các cái tổn thương gãy xương, chủ yếu ở đây là gãy xương gót. Thì góc cô lê người ta sẽ vẽ bằng hai cái đường, thứ nhất là cái đường thẳng đi qua cái cũ của xương gót, điểm cao nhất ở đây là mỏng chân đế sơn ha. Rồi điểm cao nhất của mỏng cấp trước của cái xương gót đó, thì hai cái đường này vẽ ra tạo thành một cái góc nhọn, người ta gọi góc ở đây là góc cô lê. Góc bô lê bình thường 20 đến 40 độ. Thì khi mà cái góc này nó giảm kích thước, nó giảm độ rộng của cái góc đi ha. Trong những trường hợp như gãy xương gót chẳng hạn, thì trong trường hợp này mình vẽ cái góc này thì nó dưới 20 độ. Đây là trường hợp gãy xương gót, cái đường gãy đây nè. Đường gãy ở đây, thấu qua. Thì để cho mình gợi ý cho mình một cái gãy xương có thể gặp từ ở vùng cổ chân. Rồi, trên tư thế thẳng và tư thế chết, vùng bàn chân, cổ chân mình có một số cái xương cổ chân. Xương cổ chân nó đơn giản hơn cái xương cổ tay. Nó gồm có những xương nào hết chị? Xương ngọt, xương gì đó? Xương nghe, xương gì đó? Sơn, là xương trên, đúng rồi, mấy xương trên? Ba xương trên. Bên ngoài như kiểu chân trong. Rồi vậy xương này xương gì? Xương hộp hay xương ghe? Xương hộp, hoặc xương này, xương ghe, còn đây các xương trên, đúng không? Xương này, xương sơn, còn xương này hình như cái gì đó lộn lộn, đúng không? Rồi bây giờ khó nhớ quá. Cái cổ tay có thần chú không? Với cổ chân có thần chú không? Không có thần chú rồi mình sao biết lỡ nó mình thấy đọc được cái gãy xương chỗ này mà giờ mình không biết nó gãy cái xương gì chỗ này là làm sao? Bây giờ không có thằng chú thì thôi mình tự tạo thằng chú của mình đi. Thôi mình đọc cái câu cho dễ nhớ. Ba xương trên thì lúc nào mình cũng biết rồi đúng không?
như mình biết ở đây là ngoài, giữa rồi trong rồi. Còn bây giờ còn bốn cái xương này thì mình cứ đọc thần chú là của mình tự nghĩ ra, đó là sơn ghe gót hộp. Tức là xương sơn thì nó sẽ khớp với xương ghe, mà xương gót thì nó khớp với xương hộp. Sơn ghe gót hộp. Thì cái này mình biết nó là xương gì rồi, xương ghe rồi, thì chỗ này là xương sơn ha, chỗ này là xương gót, đây là xương hộp. Xương hộp thì nó bự cho các xương cổ chân đây nè. Chứ mình không nói tới hai cái xương này thì xương hộp nó bự hơn ha. Thì đây là xương hộp, thì phía sau nó phải là xương gót, là xương sơn, xương ghe ha. Tương tự như vậy, mình nhìn trên xương thế thẳng mình cũng sẽ thấy cái xương này là xương hộp ha. Bây giờ học vậy á, chứ mai mốt tập xương lại bối rối, tại vì mình không có nắm được giải phẫu á, mình ráng mình nhớ đi. Cái này là xương hộp bự nè, phía sau nó là xương gót ha. Còn cái xương này mình thấy trực tiếp nó là xương sơn đó, tại vì nó xếp khớp với lại xương nghe nè đó. Rồi ngoài ra mình sẽ có ba cái xương chân, thì nó dễ nhớ hơn xương cổ tay cũng nên, nó đơn giản hơn xương cổ tay rồi. Thì mình cũng đọc các cái gãy xương vùng khớp của chân, mình cũng đọc gãy xương nào, và quan trọng là nó có phản khớp hay không. Đặc biệt là cái khớp dưới sơn đây nè, trên cái nghiêng mình thấy được cái phản khớp dưới sơn ha. Thì mình khi mình đọc cái tổn thương á, đây là cái khớp dưới sơn nè, xương sơn với xương gót á, cái khớp này là khớp dưới sơn hay khớp xương gót. Thì những cái tổn thương xương gót hay là xương sơn hay các xương cổ chân thì mình sẽ đọc là đường gãy của nó có phản khớp hay không. Lúc nào cũng vậy, nó đường gãy phản khớp thì tiên lượng của nó không có tốt và điều trị của nó cũng sẽ khó hơn các cái xương gãy xương không thẳng khớp. Rồi đó là gãy xương cổ tay cổ chân, còn lại những cái gãy khác thì cũng khá là đơn giản. Thì gãy xương vùng cổ chân có các cái, ngoài cái gãy xương kia thì mình thấy là còn gãy mắt cá. Nó có hai mắt cá, còn thường hay gặp đó là mắt cá ngoài và mắt cá trong. Thì tùy theo vị trí của nó người ta chia thành fiber ABC ha. Ví dụ như liên quan tới cái diện khớp này thì người ta là fiber B trên thì là fiber C, và dưới là fiber A. Rồi ngoài ra thì nó còn có một cái mắt cá nữa, đó là mắt cá phía sau ha, của cái xương đầu dưới của xương chày. Thì đây là mắt cá sau. Thì trong trường hợp này mình thấy gãy đồng thời cả ba mắt cá ha, vừa mắt cá trong vừa mắt cá ngoài và mắt cá sau luôn. Rồi mình cũng nên lưu ý có một cái gãy gọi là gãy kiểu Masseter, tức là nó chấn thương một cổ chân, tổn thương cái chậu kèm mát và nó xoắn lên trên cái chậu xương mát luôn. Nếu mình chụp ở dưới đây không thôi thì mình không có thấy được cái tổn thương ở trên này. Rồi gãy xương vùng gối là một cái kiểu gãy phản khớp, cái kiểu gãy nặng nề có tiên lượng nặng mà phức tạp nhất của vùng gối này là gãy mông chày. Gãy mông chày á thì nó khó khăn trong điều trị, để lại tiên lượng nặng nề thì gãy ngay cái vùng khớp đây. Thì người ta sẽ chia loại theo sắc cơ. Đây là 6 loại theo sắc cơ. Thì khi mà mình nói tới gãy mông chày thì mình có thể mô tả là gãy mông chày ngoài, mông chày trong, kiểu chảy là gãy phức tạp, kiểu có mảnh thứ ba hay là gãy lún, nén, ép gì đó, thì đó là việc mình mô tả. Tuy nhiên người ta có phân loại để cho mình, chỉ cần mình xếp loại là người ta hình dung được cái kiểu gãy nó là cái gì. Ví dụ như đây thì có 6 loại gãy. Gãy mông chày ngoài thôi thì là loại 1, đơn giản thế này là 1. Gãy mà còn có lún nữa là loại 2 ha, hay là chỉ lún không thôi là loại 3. Liên quan tới mông chày trong loại 4 ha, hay là cả hai mông chày loại 5. Và cái đường gãy thì nó có liên quan tới phần hành xương thì là sắc cơ 6. Thì khi mà mình phân loại như thế này thì người ta sẽ hình dung ra được cái kiểu gãy là cái gì. Và thực tế thì lâm sàng người ta cũng hay dùng cái phân loại sắc cơ này. Rồi vùng gối thì còn ngoài cái gãy mông chày thì sẽ có gãy hai cái lồi cầu đùi nữa. hai cái lồi cầu đùi á thì có một cái kiểu gãy thường gặp ở người lớn, đó là gãy liên lồi cầu, tức là nó sẽ tách hai cái lồi cầu ra. Nó khác với lại gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em là đường gãy nó băng qua trên hai lồi cầu. Thì đối với gãy người lớn, gãy xương ở người lớn liên quan tới lồi cầu này thì thường hay gặp cái kiểu gãy là gãy liên lồi cầu. Cái kiểu gãy này thường gặp trong chấn thương và năng lượng cao, tức là những cái lực tác động rất lớn tiến vào trong cái lồi cầu và làm cho hai lồi cầu này nó tách ra. Đường gãy mình thấy nó liên lồi cầu, tức là tách hai lồi cầu và nó đường gãy nó đến cái phần khớp luôn. Nó liên quan tới cái mặt khớp dưới luôn, mặt khớp đây luôn. Thì đây là kiểu gãy phản khớp. Còn nếu như mà gãy lồi cầu ngoài hoặc là lồi cầu trong không thôi, có thể là không phản khớp, hoặc đây là gãy liên lồi cầu phản khớp. Rồi có một cái kiểu gãy mà khó nhìn trên X quang,
vùng gối, đó là gãy hóp van, là nó gãy, đặc biệt là nó gãy theo cái mặt phẳng trán của cái đường cầu đùi. Khi nó gãy như thế này mình chụp tư thế thẳng khó thấy ha, chụp tư thế nghiêng thì có thể thấy được, nhưng mà cũng tinh tế, cũng khó nhìn. Trên CT mình thấy đây nè, cái kiểu gãy hóp van ha, gãy theo cái mặt phẳng trán như thế này. Rồi gãy thân xương đùi thì giống như những cái xương dài khác, mình cũng sẽ đọc vị trí đường gãy, kiểu gãy và như là kèm theo. Như đây là gãy một phần ba giữa thân xương đùi ha. Rồi gãy thì đơn giản thôi, đường gãy chéo có như là căng bên, như là tròn nắng. Đến gãy khung chậu thì cái vùng khung chậu khớp háng này nè, thì mình để mình đọc cho nó bình thường hay bất thường đó, thì người ta sẽ cho mình ba cái vòng và một cái đường để mình xem thử là cái hình này bình thường hay bất thường khi mình chưa quen. Thì ba cái vòng ở đây là một cái vòng lớn là vòng chậu và hai cái vòng nhỏ hai bên là vòng bình. Nó giống như cái cung gondola ở trên cổ tay vậy. Thì cái cung chậu bình thường ba cái vòng này nó cũng phải đều đặn liên tục, nó không bị gập góc ở chỗ nào hết. Vòng chậu thì là vòng lớn này nè, hai vòng bình là hai cái lỗ bình ở dưới đó. Rồi một cái đường nữa là đường centen màu đỏ đây. Đường centen thì mình sẽ vẽ ở mặt trong một cổ xương đùi đi lên trên bờ trên của lỗ bình luôn. Đường này cũng vậy, quy tắc nó cũng phải đều đặn liên tục và không gặp đất ở chỗ nào hết. Khi mà nó bất thường ba cái vòng này hay là nó bất thường cái đường centen này thì gợi ý có gãy xương. Ví dụ như đường centen này nếu nó gặp đất thì thường người ta hay nói đến là gãy cổ xương đùi. Rồi những cái gãy liên quan tới các chậu, chậu mu, hồi mu gì đó thì có thể liên quan tới ba cái vòng này. Rồi ở đây mình thấy hình này có gì bất thường. Nguyễn Anh ngồi bên trái chỗ nào? Chỗ mu chỗ này đúng không? Rồi chỗ này đọc được trên giải phẫu là gì? Chậu mu. Ngàn trên hay là ngàn mu hay là ngàn chậu mu đúng không? Của xương chậu đúng không? À, nó bị gãy thì khi mình vẽ cái vòng chậu nè, mình thấy chỗ này nó gập góc, nó mất liên tục ha. Và cái vòng bình này nó cũng không còn đối xứng với bên này nữa. À, thì đây là gãy xương chậu. Thì gãy ngàn ngồi mu hay là ngàn trên, người đọc ngàn trên đó, của xương bên trái. Rồi cái kiểu gãy nữa là gãy mangen, là xé dọc một bên của xương chậu, từ xương cánh chậu đến thành chậu mu, thành ngồi mu luôn, mà chỉ có một bên thôi. Thì kiểu gãy này cũng nặng nề. Gãy cái kiểu gãy xương cánh chậu này thì thường nó sẽ mất máu nhiều, xương khớp thì xương rồi nhiều hơn mất máu. Ở đây thì mình sẽ thấy là gãy ngàn trên ngàn dưới luôn, ngàn chậu mu ngàn ngồi mu gì cũng gãy hết. Như là nó cái vòng chậu bây giờ mình vẽ ra mình sẽ thấy nó bất thường ở chỗ này ha, nó gập góc. Rồi cái lỗ bịch, cái vòng bịch ở đây cũng bất thường luôn. Thì đây là gãy kiểu bên kia, gãy một bên của xương chậu. Rồi tới vùng háng, tới vùng háng thì mình sẽ có gãy cổ xương đùi, gãy liên mối chuyện và hai cái kiểu gãy thường gặp ha. Ở đây mình thấy có gì bất thường ở cái xương X quang xương chậu này. Anh thấy gì bất thường không? Cái cổ xương đùi. Thường cái X quang khớp háng chụp một bên thì mình khó, ở đây X quang khung chậu mình chụp cả hai bên khớp háng thì mình dễ, mình nhìn so sánh được. Cổ cổ xương đùi phải. Có gì bất thường không? Bị gãy là ngồi mu. Cổ xương đùi phải. Cánh chậu mà nãy giờ chữ có đúng là trong khi cái chỗ này có chữ đàng hoàng luôn nè. Cổ xương đùi là thấy không, mình cho sánh hai bên cổ xương đùi bình thường nó sẽ có cái bè xương nó đi liên tục đều đặn như thế này. Đây là bè xương bình thường nè của cổ xương đùi đi hướng lên trên đây, rồi nó có những cái sợi kiến ngang qua như thế này. Đây là cổ xương đùi bình thường. Còn trong trường hợp này nè, bên phải là mình thấy nó bất thường cổ xương đùi không, mình thấy cổ xương đùi nó mất cái bề xương liên tục và nó ngắn lại so với cổ bên này ha. Thì đây là trường hợp gãy cổ xương đùi. Gãy cổ xương đùi rất thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, té và đập cái mông xuống dưới đất ha. Té từ nó ngồi á, đập mông xuống dưới đất và đứng dậy, bệnh nhân cái đau một số tháng là rất là gợi ý cho gãy cái cổ xương đùi ha. Cái kiểu gãy, cái cơ chế chấn thương á, nó rất quan trọng tới cái kiểu gãy.
thì đây là gãy cổ xương đùi ha. Thì người ta sẽ chia loại gãy cổ xương đùi theo gạt đinh. Gạt đinh, còn cái kia là gạt len, là gãy trên hai lồi cầu. Mỗi cái loại khác nhau. Thì gãy gạt đinh một là gãy không hoàn toàn, tức là không có di lệch, nó không có đường gãy, nó không có hết cái phần chiều dài của cái vỏ xương bên hai bên ha. Đó thì gãy một bên thôi. Bề xương thì nó sẽ hợp với cái vùng bề xương chõm với cổ, nó hợp một góc trên 360. Gãy gạch đinh 2 là gãy hoàn toàn nhưng không di lệch, tức là nó gãy luôn cái phần cổ xương đùi ha, thấy đường gãy nó đi hết cái phần cổ xương đùi, tuy nhiên nó không có di lệch hai cái mảnh xương với nhau, bề xương còn giữ nguyên vị trí, là gãy gạch đinh 2. 3-4 là nó có di lệch, gạch đinh 3 là di lệch nó bán phần kiểu khép, còn gạch đinh 4 là di lệch toàn phần luôn, hai toàn gãy nó hoàn toàn tự do nha. Thì đây là gãy tiếp 1, gạch đinh 1 này. Tiếp 2, gạch đinh 2, gãy gạch đinh 3 và gạch đinh 4. Gạch đinh 3 là nó bắt đầu có di lệch rồi, gạch đinh 4 thì di lệch hoàn toàn, gạch đinh 2 thì không có di lệch, còn đây là gãy không hoàn toàn. Thì nay mình thấy nè, gạch đinh 1 ha, các cái bề xương ở đây gãy không hoàn toàn, nhưng mà bề xương nó không bất thường, còn đây là gãy hoàn toàn, nhưng mà bề xương nó không bình thường, nó không có di lệch. Gạch đinh 3 thì bắt đầu nó có di lệch, đường gãy nhăn nhở ha, bề xương mất liên tục hết. Và gạch đinh 4 là di lệch sai, gạch đinh 4 di lệch như thế nào. Đây gạch đinh mấy, bề xương nó còn liên tục, gãy hoàn toàn, bề xương còn liên tục, gạch đinh 2. Còn đây gãy hoàn toàn, di lệch nhiều, di lệch sai, thì gãy đinh nhiều, gạch đinh 4. Rồi một cái gãy thứ hai nữa, một cái vùng khớp háng, cái gãy cổ xương đùi thường gặp, đó là gãy liên hối chuyển. Thì kiểu gãy liên hối chuyển thì thường gặp ở người trẻ, còn gãy cổ xương đùi thì hay gặp ở người lớn tuổi, té đập bóng xuống đất, tư thế ngồi và mãn xương thì hay gặp cái gãy cổ xương đùi. Còn ngược lại ở người lớn, người trẻ tuổi và té chấn thương mà năng lượng cao, tức là lực tác động trực tiếp ở đây lớn, thì hay gặp cái kiểu này liên hối chuyển, tức là gãy đường gãy từ cái mối chuyển lớn đến cái mối chuyển bé, từ gãy đi mối chuyển từ trên xuống dưới như thế này. Thì đây là kiểu gãy ngoài khớp, gãy từ mối chuyển lớn đến mối chuyển bé. Còn nếu mà chỉ gãy một trong hai mối chuyển thì mình đọc là gãy mối chuyển lớn hoặc là mối chuyển bé thôi. Còn nếu mà gãy đi từ trên mối chuyển lớn xuống mối chuyển bé thì đây là kiểu gãy đi mối chuyển. Thì nó là gãy xương, mình điểm cách cái gãy xương từ chi trên và chi dưới, từ trên xuống dưới, vai, khuỷu, cổ tay, háng, gối, cổ chân và các cái gãy xương dài, là hết các cái kiểu gãy xương. Rồi, xong một gãy xương, bây giờ mình vô trật khớp luôn ha. Trật khớp đó thì hôm nay mình đã coi một số cái trật khớp cùng cổ tay rồi đó, trật xương huyệt và trật quanh huyệt nè. Bây giờ mình đi các cái trật khớp khác thường gặp thì trong cơ thể mình á, chấn thương thường gặp là khớp vai là nhiều nhất, rồi đến khớp khuỷu, rồi cuối cùng là khớp gối. Thì trật khớp người ta định nghĩa là sự di lệch hoàn toàn hai mặt khớp với nhau là trật khớp, còn khi mà không hoàn toàn thì là bán trật. Rồi ngoài ra thì mình còn nghe các cái từ ví dụ như là bong gân. Bong gân thì thực sự nó là tổn thương của dây chằng. Dây chằng tức là phương tiện nối các cái xương với nhau, hai hoặc nhiều cái xương với nhau thì tổn thương dây chằng. Mà mình dân gian mình hay dùng cái từ là bong gân, thì tùy theo cái mức độ tổn thương dây chằng mà có thể là tổn thương vi thể trong dây chằng thôi, hay là tổn thương dây chằng một phần, hay là tổn thương rất hoàn toàn dây chằng thì nó có đa độ như vậy. Còn đối với trật khớp thì người ta sẽ chia thành là trật khớp hay là bán trật khớp. Nguyên nhân thường gặp là do chấn thương. Ngoài ra thì trật khớp cũng có thể do nguyên nhân bẩm sinh, ví dụ như trật khớp háng bẩm sinh chẳng hạn ha, hay là trật khớp do những cái nguyên nhân do u xương, do viêm xương, do viêm khớp. Rồi phân loại thì tùy theo phân loại trật khớp thì theo thời gian, ví dụ như là trật khớp cấp hay là bán cấp hay mạng, theo giải phẫu hay theo mức độ tái phát. Theo mức độ tái phát thì mình thường hay nghe là trật tái hồi. Trật tái hồi là trật như sao? Trật tái hồi thường gặp ở khớp vai, là trật thường lặp đi lặp lại trên hai lần thì người ta gọi là trật tái hồi.
thì do tổn thương khi mà có trực khớp á, thì chắc chắn cái phần bao khớp và cái phần dây chằng nó phải tổn thương rồi. À, tổn thương ít hoặc nhiều tùy theo mức độ thôi, nhưng nó phải tổn thương thì nó mới có trực khớp. Thì trực tái hồi là khi nó trực đi trực lại, khi mình làm một cái động tác nào đó hay một cái chấn thương nhỏ nó cũng có thể gây ra trực tái hồi, thì thường hay gặp ở khớp vai. Khớp vai tái hồi là bệnh nhân cân dạng hay một chấn thương nhỏ có thể đi trực rồi sau đó nó tự nắng về vị trí bình thường của nó. Rồi khi mình có một cái hoạt động thể thao nó mạnh hay là một cái chấn thương nhỏ nó lại bị trực rồi sau đó nó tự nắng lại, thì lâu ngày nó sẽ gây tổn thương không những bao khớp dây chằng mà nó còn tổn thương cả cái xương của cái vùng khớp đó chẳng hạn. Dù như trật khớp vai tái hồi thì có thể tổn thương của cẳng xương cánh tay, đồng thời tổn thương của ôm giảm xương bả vai luôn. Đó là trật tái hồi. Hay là trật liên tục, ví dụ như là trong trật xương bánh chè thường hay gặp, tức là bệnh nhân làm cái động tác nào đó là nó trật, như bệnh nhân gấp gối là xương bánh chè nó trật ra ngoài, rồi khi bệnh nhân duỗi gối thì xương bánh chè nó lại chui vị trí bình thường, đó là trật thường trật luôn, do tổn thương của cẳng bánh chè trong chẳng hạn. Đó thì nó là trật thường trật, thì nó sẽ chia theo cái mức độ tái phát hay là theo hướng di lệch. Đó là những cái phân loại trật khớp. Trong phân loại ngày xưa thì mình có phân loại trật khớp như vậy. Rồi theo giải phẫu thì trật ra trước hay ra sau, lên trên hay xuống dưới, và đặt vị trí của nó thì cũng giống như là đặt gãy xương, mình cũng sẽ thấy lấy đoạn gần của cái phần khớp đó, đoạn xa, đoạn gần là móc và đoạn xa là đặt theo cái tương quan so với đoạn gần. Ví dụ như là cái khớp ổ chảo xương bả vai ha, thì mình lấy cái ổ chảo là móc, mình sẽ coi cái chỏng xương tay đó nó trật đi đâu so với cái chỏ cái ổ chảo, nó trật ra trước, nó trật ra sau, nó trật lên trên hay xuống dưới, mình sẽ đặt nó là trật theo giải phẫu. Đây là các cái trật khớp thường gặp. Trật khớp vai, đây là hình ảnh của trật khớp vai này. Thì thường có kẹt theo gãy đầu trên của xương cánh tay. Lâm sàng bệnh nhân vô, bệnh nhân sẽ có cái dấu, đây là dấu nhát rìu ha, tức là cái vai bình thường nó sẽ tròn, nó không có bị vuông vức như thế này. Thì trong trường hợp này là bệnh nhân bị trật cái chỏng xương cánh tay ra khỏi cái ổ chảo. Bây giờ nhìn vô mình thấy cái này là cái ổ chảo của xương bả vai đó, còn cái chỏng nó bị di lệch ra trước xuống dưới rồi vào trong rồi ha. Thì đây là cái dấu nhát rìu ha. Thì những cái dấu hiệu gãy xương trên trật khớp trên lâm sàng mình có thể thấy đó là cái ổ khớp nó rộng, tức là mình sờ vô trong ổ khớp mình không có thấy cái chỏng nữa, ổ khớp rộng. Hay là dấu lò xo, tức là mình làm cái tư thế ngược lại, ví dụ như giống như cái này, mình lấy cái xương cánh tay nè, mình di chuyển ra phía ngoài hoặc phía trong thì nó lại bật trở lại ở vị trí này. Bình thường khi mà mình chưa có nắng thì gọi là dấu lò xo. Đó là những cái dấu hiệu lâm sàng có thể thấy tại trong trường hợp trật khớp. Về đến X quang thì tư thế thẳng và tư thế nghiêng mình có thể đọc được cái gì là X quang trong trường hợp trật khớp nó có vai trò gì? Thứ nhất là mình đọc trật khớp kiểu gì theo giải phẫu, trên xuống dưới ra trước ra sau gì đó. Và thứ hai nữa là mình đánh giá những cái gãy xương kèm theo, gãy xương của cái vùng khớp đó hay là những cái gãy xương kèm theo xa hơn chẳng hạn, đó là những cái vai trò X quang trong trường hợp trật khớp ha. Thì trong trường hợp này mình thấy trật khớp vai là tư thế thẳng lên đi đâu đây? Vào trong. Xuống dưới đúng không? Xuống dưới và ra trước, xuống dưới ra trước vào trong. Thì nhiều nhất là trật ra trước, còn trật ra sau sẽ cấu tạo khớp vai mình, cái bao khớp vai mình ở phía trước nó rộng lớn hơn phía sau, cho nên trật thường hay gặp là trật ra trước nhiều hơn. Tiếp theo là trật ra sau rồi trật, tiếp theo trật xuống dưới và trật ra sau. Đây là trường hợp trật khớp vai. Trật khớp háng. Trật khớp háng thì thường là ngược lại với khớp vai đó, thường là ra sau chiếm hơn 90% các trường hợp luôn. Đa số là trật kiểu chậu. Kiểu chậu tức là bệnh nhân sẽ khi mà trật khớp háng ra sau lên trên như thế này ha, ra sau thì nó lên trên, thì thường là háng bệnh nhân sẽ gấp xoay trong, xoay trong như thế này, gấp háng và xoay trong. Còn nếu như mà trật ra trước thì sao? Cũng gấp nhưng mà dạng và xoay ngoài ha, gấp dạng và xoay ngoài. Còn đây là gấp và xoay trong, khép gấp khép xoay trong. Đây là những cái lâm sàng mình có thể nhìn thấy và mình biết bệnh nhân bị trật kiểu gì nữa ha. Thì đây cái chỏng nó phải nằm ở trong cái ổ cối, thì đây cái chỏng nó bị di lệch ra khỏi cái ổ cối.
ra sau và lên trên, ra sau và lên trên, nó là cái điều của trần, nó khác.